truyền thuyết nữ hoa lan khắp Thần Châu, nổi danh với việc lấy đá phá trời. Nay ta muốn học theo Hàn Đan. Phương khí phù tang phải thu lại trong ê dề, làm mây gió, là khói tỏa nơi heo hút. Chỉ nghe hậu thế để lại một chương sách. Đang tế Oa Hoàng Vô Kê Nhai. Vô Kê Nhai, đây là nơi Oa Hoàng luyện đá phá trời thuở Hồng Hoang. Hắc Dạ Đại Quyền Mệnh Ma Đầu Đông Doanh, chỉ cần chúng ta mở phong ấn ở trên đó thì khe hở không gian bị phong ấn sẽ mở ra lại, một khi linh khí tuôn ra ngoài, căn cơ tu đạo của Hoa Hạ sẽ không còn nữa. Đứng im hết. Kết giới nào cũng không ngăn được thần ký bản mệnh, không gì cản phá nổi của ta. Sao lại thế? Thần kiếm bản mệnh của ta không nghe lệnh ta. Bọn giặc oan ngoài đảo vô tri, ngươi tưởng một thanh thần khí đồng doanh cỏn con là phá được pháp trận thiên trụ cấp 9 năm xưa Oa Hoàng tự tay bày bố rằng tam đại kiếm tiên Trung Nguyên. Tại sao linh khí có độc? Bá kỳ linh độc. Thiên nhãn thông mở. Đấu pháp. 800 năm sau, hôm nay lôi đài trình diễn trận trác lọc thời phiển cổ. Người đầu tiên ra sân là Shifu. Đặt đi, đặt đi, đặt đi. Hoàng đế đại chiến Shifu. Đặt nhiều ăn nhiều, đặt đi nhé. Đạo hữu, có hứng đặt cược bộ ván thắng thua hay không? Tiếp theo,
xin cho ta dùng sự kính trọng tối cao mời đội quân vương giả hoàng đế. Đặt cho hoàng đế thì 1 ăn 3, đặt cho Shifu thì 1 ăn 30. 20 linh thạch. Cược Shifu thắng. Được. Đạo hữu, huynh chơi liều quá. Shifu chết chắc rồi. Muốn đặt thì phải đặt to vào. Lợi hại thế. May mà mua đúng hắn. Đạo huynh bảo ta mua cho hắn mà. Lát nhớ đem phần chia vào nhà lao của ta. Thiếu viên linh thạch nào, ta sẽ cho người rụng một cái răng. Dạ được, dạ được. Nửa năm nay, linh khí đất trời đột nhiên xuất hiện chất độc. Từ đó đến giờ, đã có nhiều tu sĩ tẩu hỏa nhập ma. Phiền phức hơn là nồng độ độc tố trong linh khí không ngừng tăng lên. Mặc dù do người trúng chiêu mới chỉ là tu sĩ luyện khí cấp thấp nhất, nhưng nếu không giải quyết vấn đề thì trúc cơ tu sĩ, kim đan tu sĩ cấp cao hơn cũng e khó thoát nạn. Núi Đại Hoàng, nơi có di tích Oa Hoàng, hơn 800 năm trước bỗng xuất hiện làn khói độc tính cực mạnh, thoát cái biến thành một trong tứ đại cấm địa tu chân thiên hạ. Chân phủ đại điện sảnh nghị sự lục đại môn phái kỳ môn đã 800 năm không khuếch tán mà nay lại lan ra. Sao chúng ta không thi triển đại thần thông Phù Loan đại sát, tìm ra nguồn cơn linh khí bị biến đổi? Vô Kê Nhai, Trương Tiểu Phàm thanh diệp chân nhân Vô Kê Nhai núi Đại Hoang, trưởng giáo Thanh Vân Môn Thiên Âm Phong, chi bằng chúng ta cử người đi dò xét thử thế nào? Vương Lâm Thủy Tước chân nhân, Vĩnh Dạ Hàng Dạ chân nhân, Tiêu Viêm Dược Nham chân nhân, La Phong Trước Ưng chân nhân, Lý Cường Phó Sơn chân nhân. Nhưng xưa nay người ta đồn nhau di tích Hoa Hoàng được bao trùm bởi đại trận hộ thiên không thể phá được, chỉ khi cầm đá phá trời do chính Hoa Hoàng luyện chế mới có thể ra vào tự do. Có gì khó đâu. Giờ trong bảo khố Thành Phân Môn ta cất giữ một viên đá phá trời, phải ai đi đây thì pháp vận công ở núi Đại Hoang sẽ trúng độc. Thiết cảm được. Có đệ tử, còn thay mặt Thành Phân Môn đi một chuyến đi, xin nhận pháp chỉ. Xích Hà tự thiết cảm được, nghe nói từng ăn huyết sam vương ngàn năm, từ lâu đã vạn độc bất xâm. Trương chân nhân, môn phái ta có lẽ không có kỳ nhân dị sĩ như Thiết Cảm Đường. Nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm, đi là đồng nghĩa tự sát. Ông bỏ bọn ta cử người thì bọn ta chỉ đành cử bọn nghiệt đồ phạm phải thiên điều thôi. Dù sao được, vậy thì xin chủ môn cho ta tự chọn người. Chân Kiếm Nam, nhà lao đào binh Tiểu Tây Thiên, đạo hiệu Trường Sinh Tử, đệ tử nội môn phái già Nam Tiểu Tây Thiên, từng là người viết sớ tế ở Hoàng Thành, sau bị cuốn vào vụ án động trời cung Nga ám sát đạo quân hoàng đế mà bị phái già Nam cách chức cho đi tu, giáng làm đạo binh.
Chân Kiếm Nam đạo hiệu Trường Sinh Tử, chủ tu đạo pháp Phù Triện cấp bậc cảnh giới tầng 1. Đánh lôi đài ở chợ quỷ hốt bạc không ít nhỉ? Dũng cảm phi thường. Thiết Cảm Đương, tu sĩ bán bộ kim đan của Thanh Vân Môn, danh chấn giang hồ, phi thuật rải độ thành binh. Xin chào Chân Đạo Hữu, ta là Tổng Toàn Phong Tân Nhiệm của Lục Đại Môn Phái Kỳ Môn Xích Hà Tử. Chân sư đệ, đệ có muốn cùng ta tới Vô Kê Nhai núi Đại Hoang không? Di tích Hoa Hoàng, tôi đã làm gì? Nơi đó có nguồn cơn linh khí bị biến đổi, ta muốn đi diệt trừ mối họa, giải nạn cho tu sĩ thiên hạ. Mọi người đều biết núi Đại Hoang đầy khói độc, có thể nói là khu vực cấm lấy mạng tu sĩ thế hệ chúng ta, chỉ có đường chết. Đau, cút, nhảm nhí, cút. Ta được Lục Đại Môn Phái Kỳ Môn trao quyền cao nhất, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tội của đệ sẽ được xóa sạch. Bảo vệ chính đạo, dũng cảm phi thường, không thể khước từ, vì tình yêu và chính nghĩa đại địa. Thí đại ca, mộ hoàng tử nhân Trung Nam Sơn chỉ hai chúng ta tới núi Đại Hoang đâu có. Kỹ tính, đạo hiệu Long Dương Tử, chủ tu độn thuật ngũ hành và thiên ma hóa huyết thần đao. Tu luyện thiên ma hóa huyết thần đao, mỗi ngày phải uống chín đấu máu người. Người làm nên thành tựu với loại bàn môn tà đạo này, ta thấy huynh chắc chắn là tên cặn bã. Cặn bã? Có vậy thì ta cũng là tên cặn bã mạnh nhất. Kỹ tính đạo hiệu Long Dương Tử, chủ tu độn thuật ngũ hành cấp bậc cảnh giới tầng 3. Tư Quá Châu Hoàng Phong Cốc, thần tiên vương nào ở được nơi lạnh thế? Hẳn là Gia Cát Vô Lượng, đạo hiệu Thúy Huyền Tử. 12 năm trước hắn muốn chiếm hết lợi lộc nên ngầm hại đạo nữ. Không phải thế đâu, do hắn đoạt bảo vật đánh lén ta trước. Tư Quá Châu chẳng phải có tập tục tỏa long mà? Phải, đảm bảo phạm nhân nào cũng không thể sử dụng chân nguyên khí. Tại sao hắn có thể bay pháp trận tránh rét ở đây? Thì để che gió chắn tuyết, trận pháp chẳng qua là tìm chính xác bí nhãn phong thủy. Dù ta có lấy đũa tầm long điểm huyệt thì linh khí đất trời cũng sẽ nghe lệnh ta. Gia Cát Vô Lượng đạo hiệu Thúy Huyền Tử, chủ tu trận pháp và cấm chế cấp bậc cảnh giới tầng 2. Diện Bích Đình Đông Quyền Sơn, Đông Quyền Sơn chắc toàn tu sĩ xinh đẹp nhỉ? Người bị nhốt tên Lăng Tần Nhi, đạo hiệu Phân La Tử. Nửa năm trước cô ấy nhận lệnh đuổi đánh quái vật gây hạn hán biết bay, lúc chiến đấu đã phóng ra một luồng anh thiên lôi thái ức, không những đánh cho quái vật ra trò mà dư âm còn khiến cho một ngôi làng trên núi thành bình địa. Người đẹp, tại hạ Chân Gia Cát huynh, giang hồ từng có nhiều chuyện lập bản danh Hoa Kỳ Môn, hoa khôi là Lăng Tần Nhi. Có chuyện đó à? Tất nhiên. Tại hạ Chân Chân Kiếm Nam. Đừng có nhắc bản danh Hoa Kỳ Môn trước mặt ta. Lăng Tần Nhi đạo hiệu Phân La Tử, chủ tu ngũ lôi tiên tâm chính pháp cấp bậc tu sĩ tầng 5. Phủ Di Sơn kết giới Mạng Đà La sáng tối. Sao không có ai hết? Sao lại là muội? 79 phạm nhân bị nhốt ở đây đâu? Hai ngày trước có phạm nhân muốn vượt ngục, khi ra tay trấn áp vô tình bị tịnh đàn sứ giả được mời tới đoạt xá. Lúc tịnh đàn sứ giả trở về, nơi này đã không còn ai sống sót. Hết cách rồi, muội phải đi với ta thôi. Tiết Ngọc Xuyến đạo hiệu Quyền Thanh Tử, chủ tu kinh trạch thập nhị biến cấp bậc cảnh giới tầng 4. Tiết Ngọc Xuyến, bản nhãn bản danh Hoa Kỳ Môn năm đó hình như cũng tên Tiết Ngọc. Tiết sư tỷ, nghe nói một năm trước tỷ từng một mình vượt biển xông vào quần đảo Đông Doanh, đại chiến một trận với ma đầu Đông Doanh, dù không thắng nhưng cũng an toàn rút lui.
Cái gọi là thức thần mà thuật sĩ Đông Doanh tu luyện có hiệu quả tương tự kinh cặp thập nhị biến của ta, đã được mở mang đầu óc. Tuyệt vời. Đây là lên tủ, được ủ bằng táo lửa, độ rượu cực mạnh. Hôm nay cô uống thoải mái, có thể giữ ấm trên đường đi. Ta biết hai vị có món kiêng kỵ nên đã gọi mì chay. Cái này là nấm đạm ba, ta xin được từ người bàn tay, thử xem thế nào. Thiếu sư huynh, thân phận bán bộ kim đan của huynh mà hạ mình cầu huyền thì liệu có thảo mai quá không? Sau này là huynh đệ một nhà cả, khách sáo làm gì? Lão Kỷ, bát này là đậu phụ máu quỳ ngưu mà ta chuẩn bị cho huynh, không những bổ khí huyết mà còn bổ linh khí. Hả? Thiết cảm đương, khi không lại tử tế thế. Bế sầu nói sao nhỉ? Hôm nay là bữa cơm lập nhóm mà, thiết mổ là người dẫn đội thì phải chăm sóc thật chu đáo. Ai bảo cá trong ao ngày sau không thể hóa rồng? Chỉ cần xong nhiệm vụ là mọi người có thể lấy lại sự tự do. Ta thay mặt cho tu sĩ bị linh khí biến đổi quấy nhiễu, mời một ly. Được, nào. Lão Thiết, có gì cứ nói thẳng, đừng có lừa bọn ta như lừa tên ngốc. Thôi được, ta nói thật vậy. Các vị chủ môn bảo mọi người tới là để đến núi Đại Hoang, nhảy vào vạc dầu, làm kẻ chết thay. Đằng nào các người chết cũng chả ai sót. Nói thế vui lòng chưa? Rồi, nào. Vì một đám cờ thí đi nộp mạng thay, vì những năm tháng vô danh. Cạn. Sự táo lửa mạnh quá. Lăng lăng lăng. Các vị, không biết mọi người nghĩ sao, chứ tóm lại ta không tới cái núi Đại Hoang đầy khói độc đó đâu. Đồ hạ tiện. Tiện nhân, cô dám đánh lén ta? Thiên ma hóa huyết thần đao. Đồ cặn bã, thả cô ấy ra. Một lá bùa thấu thiên đình, một con dấu quỷ thần kinh sợ, thái thượng hóa tam thanh, vừa tới là linh nghiệm. Ai mượn ngươi giúp ta? Làm ơn mắt quán, không biết lòng người tốt mà. Ngươi chửi ai đấy hả? Trái xoay 28, tứ đọa đấu xếp theo chiều thuận. Sát tới. Sao lại là ta nữa? Lý nào lại thế? Ước hiếp ta. 3, 5, 15. Sử dụng hà đồ, bộ kỹ về giữa, cội nguồn số mệnh. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tiết sư muội, mau ngăn bọn họ đi. Được. Rùa bổ đào sơn từng cứu mẹ, đánh bại sông Phượng Hoàng Thiền La. Xin mời dì Lan Hiển Thánh chân quân nhập cấp thấp như lục lình. Thank you.
đừng đánh nữa. Ta bảo mọi người dừng tay. Lâm binh đấu giả, tiếp trận liệt tiên hành. Các người điên rồi à? Ta không tiếp nữa nhé. Kẻ làm trận bỏ trốn, trừng trị tại chỗ. Lên bài bản mệnh. Đúng vậy, mấy miếng này gắn với nguyên thần của các ngươi là linh bài bản mệnh thao túng sự sống chết. Ta thừa biết cái bọn coi trời bằng vung các ngươi sẽ có những tên khốn rượu mời không uống, uống rượu phạt. Sao ta có phạm tội gì tại trời đâu? Tại sao chưởng môn lại giao linh bài bản mệnh của ta cho một người ngoài? Sao nào, có ý kiến à? Ta không có ý kiến. Đúng rồi, để đề phòng các người dở trò không làm mà hưởng, ta đã thi triển chú kim cô và linh bài bản mệnh của các người. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ trong 10 ngày, khi đó các người sẽ... Bọn ta đi, vậy được chưa? Đi nào, xuất phát. Chúng ta đi thế này, khi nào mới tới núi Đại Hoang đi? Ta có cách. Kiếm Nam, sao chúng ta phải đi thế này? Bởi vì như vậy nhanh chứ sao? Bùa thổ địa thần tốc cái quái gì? Này mà tới núi Đại Hoang thì ta đổi nghề làm thổ địa cho rồi. Kiếm Nam, cách của Quynh khá nhanh đó, mỗi tội cực quá. Quynh coi, suốt dọc đường chúng ta lật bao nhiêu tấm ván quan tài chứ. Cách này hợp làm ruộng thôi. Cầm chén lên ăn thịt, đặt chén xuống mắng mẹ. Mấy người được thì làm đi, không được thì đừng nói vớ vẩn được không? Đừng cãi nữa, cái đồ éo lả. Mình đi đâu mà tìm cái bọn dở hơi này vậy trời? Ngủ sớm đi. Ta đặt tên cho nhóm của chúng ta nhé. Đội Trung Châu. Chùa Đạo Minh. Chùa Đạo Minh, tên nghe hay đó. Hôm nay chúng ta tá túc ở đây đi. Nhanh thế đã tới núi Đại Hoang, nhóm của chúng ta cũng tốc độ đấy chứ. Hát hay đó. Tạm tạm thôi. Đây là nhựa từ đào tiên tơ vàng. Ăn một viên là tinh lực dồi dào, không đói suốt 10 ngày. Cảm ơn thí sư huynh. Có điều ta cũng có đem chinh lộ hoàng và bách thảo môn luyện chế. Uống một viên có thể thức 3 tháng. Ta là tiên thể giáng châu bẩm sinh, mỗi ngày uống 2 thân nước là lấy lại sức như ban đầu. Võ công ta đã tu luyện tới mức thân xác thành thánh, chả cần uống nước. Cả một năm cũng giảm có 10 mấy cân mỡ thôi. Sao chuyện gì cũng phải so kè vậy? Nỏ bắn mặt trời của Nghệ Hoàng.
Đồ tốt đấy, có là gì đâu. Tuy nỏ bắn mặt trời của Nghệ Hoàng là đồ tốt, nhưng vẫn không thể so với pháp bảo của Thế Sư Huynh. Ai có pháp bảo nữa? Cả cái này. Bảo bối gì thế? Đừng mất, đừng quên, tiên thọ trường tồn. Trong này là đá phá trời. Ta cảm nhận được viên đá phá trời này chứa đựng năng lượng cực đáng sợ. Nên ta hấp thu hết sức mạnh này. Vậy thì để tiêu chắc. Đây là năng lượng để phá trời. Người phàm của chúng ta không thể chịu được. Nếu mà cố sử dụng là chết chắc. Lão Thiết, bảo bối cực phẩm như thế quên lấy đâu ra vậy? Sư tôn ban cho ta. Pháp trận bảo hộ đàn tế ở di tích Hoa Hoàng, cần phải cầm đá phá trời mới được ra vào tự do. Tớ vô kia nha là để biết thôi. Tôi không nói đá phá trời nữa. Vậy chân sư đệ, vụ án cung nữ ám sát hoàng đế mà đệ dính vào có ẩn tình gì không? Khúc biệt ly hát mãi không dứt, đường chân trời đi mãi không hết, rượu trong ly uống mãi không vơi, đầu kẻ thù chém mãi không ngớt. Chuyện của ta không oan tí nào. Cũng phải, tên hoàng đế kia nên đã giết lâu rồi. Mười mấy năm nay không lên triều, không bàn triều chính, tối ngày mãi mê viết sớ khấn, luyện xuân dược. Quỳnh làm đúng đó. Cảm ơn. Chùa Đạo Minh. Con cháy. Trời phạt bảnh. Đợi đã. Mấy tên này lai lịch thế nào?
Trong lửa kiếm chắc là giặc oa từ Đông Doanh. Ừ, ta thấy hắn vừa triệu hồi thức thần Hà Đồng, chắc là thuộc sĩ Đông Doanh. Nhưng mà bọn tử sĩ Đông Doanh sao lại muốn truy sát chúng ta? Chắc là nhằm vào nhiệm vụ của chúng ta. Ngoài việc đó, ta cũng không nghĩ ra lý do nào khác. Chúng ta đi đường suốt ngày đêm, chính ta còn không biết mình sẽ nghỉ ở đâu. Sao bọn giặc oa biết? Chỉ cần tìm được hang ổ chúng, lần theo dấu vết là giải được câu đố thôi. Đúng vậy, chân lý luôn trong tầm bắn của pháp thuật. Ý đệ là để tìm được hang ổ bọn giặc oa. Ừ. Kỳ thuật vốn không nhiều, nam thần rót vào Bắc Hà, viết vào 37 số, đùa hết ma trên đời, bùa đạp huyết tầm long. Nhưng đại ca, làm sao thế? Đường truy vết của huynh đáng tin không thấy. Tất nhiên rồi, nói thừa. Đi về phía trước nữa là núi Đại Hoang đầy khói độc. Chúng ta tới sát núi Đại Hoang nhanh thế sao? Đang truy vết trùng nhau vậy. Xem ra vụ linh khí bị biến đổi ắt liên quan đến bọn giặc oa. Doanh trại giặc oa không xa nơi này, chúng ta nên chủ động xuất kích thám thính xem. Hình như ta gặp người quen. Đây là trụ giáo. Ta từng giao đấu với hắn. Đó là ký hiệu riêng của ma đầu Đông Doanh, Hắc Dạ Xuyên Khánh Đức. Chiếc triệu của ta đói khát lắm rồi. Đừng có mà ấm đầu. Biết ta không biết người là điều tối kỵ của nhà binh. Chúng ta nên cử người đi dò xét trước, hắn quyết định có đánh hay không. Đánh thế nào nữa? Thần thiếp không làm được. Đây là đậu long bào. Chỉ cần bóp nát thì sẽ phát ra tiếng như rồng gầm. Đem theo nó, đề phòng bất trắc. Lão thiếp, huynh ghê thật. Ta cắn này. Ngươi không thấy ta? Ngươi không thấy ta? Độ thần kinh. Chà, ngươi đem. Đem trụ tới đây. Có cả trụ. Thơm quá. Rồi. Lão thiếp cứu ta. Có chơi có chịu. Mỗi người cho xin hai viên linh thạch. Sao quên biết? Chắc chắn quên ấy sẽ bị phát hiện. Người thường đi bên bờ sông, có ai mà không ướt vậy? Mà cứu người đi. Không dội. Thực lực của kiếm nam đâu bị giặc oa dễ dễ thế được. Đi.
Không bị thương chứ? Không sao. Hình như không đúng lắm. Có vẻ chúng đã biết trước chúng ta sẽ tới. Đuổi theo. Đồ ngu, đi mau lên. Dạ, dạ. Ta là ma đầu Đông Doanh, Đại Thiên Cẩu. Nói đi, sao lại đánh lén bọn ta? Nếu ngươi cho ta biết, không chừng ta sẽ cho ngươi toàn thây. Vậy chúng ta cứ thử xem. Tới đây. Hắc già Xuyên Khánh Đức, ma đầu Đông Doanh, muốn đánh tay không à? Ta chịu ý ngươi. Tuyết nữ thuộc sĩ Đông Danh. Đào Yêu Hoa thuộc sĩ Đông Doanh. Tổ thôn Đồng Tử thuộc sĩ Đông Doanh. Sông Diện Phật thuộc sĩ Đông Doanh. Lâm binh đấu giả, giai trận liệt tiên hành. Phong lôi hỏa pháo, như thiên lôi sai đâu đánh đó, bao trọn tất cả. Đi bộ còn hơn. Tướng quân trở về. Yeah.
coi bộ bốn người kia đã chết. Nói thừa, vậy thì dùng máu của các ngươi để tế các dũng sĩ. Không đúng, có điều lạ lùng. Đây là pháp trận tà ác loại tế máu. Trận pháp quy mô lớn thế, hẳn là bãi đã sắp đặt trước. Quỳnh Câu Ngọc, giúp ta. Thuộc định thân. Quỳnh Câu Ngọc là một trong tam đại thần khí trấn quốc của Đông Doanh, tạo nên từ máu hiến tế của bốn thuộc sĩ. Vì nó trói buộc thì dù là có kẻ tu chân giai đoạn kim đan cũng không thể thoát. Ta không nên tương đối đại khoan nợ mạng mặt. Gia Cát, im đi, đừng có làm mất mặt tu sĩ Trung Nguyên. Cảm giác bó tay chờ chết khó chịu lắm phải không? Ngoan ngoãn nghe đây. Tiếp sau đây, ta muốn cho các người tan xương nát thịt để cúng bái bốn đồng bào của ta. Có gì thì nhầm vào ta đây này. Vì đá phá trời của ngươi mà bọn ta đã mất mát quá nhiều. Yên tâm, ta sẽ giữ ngươi lại tới cuối cùng, từ từ xử lý. Đừng động vào cô ấy. Thả Lăng Vùng Bụi ra, cũng thu hút đó chứ. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành. Tương kỳ đột kích. Thiết đại ca, lên đường mạnh giỏi. Nếu Thiết Sư Quỳnh còn sống, chắc chắn Quỳnh ấy sẽ không từ bỏ nhiệm vụ. Cân nhắc đã, ta không muốn Quỳnh ấy ra đi trong núi tiết, tội gì phải thế. Ta không muốn tới Vô Kê Nhai nập mạng. Và các sư Quỳnh, Quỳnh tưởng chúng ta bỏ nhiệm vụ thì có thể tiêu giao tứ hải được thật sao? Ý là sao? Thiết Sư Quỳnh là Tổng Toàn Phong, được Lục Đại Môn Phái bổ nhiệm, là đại đệ tử của Trương Chân Nhân trưởng giáo Thanh Vân Môn. Dám quân như Quỳnh ấy tự chiến xa trường, đám đạo ngũ như chúng ta lại còn sống, Quỳnh nghĩ chúng ta sẽ có kết cục thế nào? 12 năm trước ta đã chết một lần, ta không muốn chết thêm lần nữa. Yên tâm đi, có ta đi. Thật sao? Thật. Ta tin chắc ông trời ác không để ta vô duyên vô cớ đến thế giới này. Ta cũng không thể chết im hơi lặng tiếng như một con chó hoang. Huynh thích tạo hào quang nam chính cho mình quá nhỉ. Nhưng bất kể thế nào,
thì hôm nay có thể đâm đầu vào chỗ chết cùng mọi người là vinh hạnh của ta. Đã biết ý trời thì chúng ta chỉ có thể cố hết sức thôi. Nhưng mọi người nghĩ cho kỹ đấy nhé. Một khi vào núi Đại Hoang thì chúng ta không thể thi pháp và cũng không thể vận công. Tiếp sau đây chỉ có thể nhờ võ công thôi. Đừng sợ, ta có vũ khí bí mật. May mắn Cát Tường tối nay ăn gà. Núi Đại Hoang, di tích Hoa Hoàng. Mọi người xem này, núi Đại Hoang đúng là một trong tứ đại tuyệt địa của giới tu chân. Rõ ràng chúng ta đã đóng chân khí mà vẫn trúng độc, không sao. Đường khí đen đó chí ít phải vào tâm mạch mới phát độc. Vậy còn nghĩ gì nữa, lên đường mau đi. Đi thôi, đi thôi. Vua Kê Nhai địa cung Hoa Hoàng. Nếu ta đoán không lầm, cái mà ả giọt oa kia cầm là gương bát chỉ. Gương này thổi ra gió thần hộ quốc, khóa ra mầm họa ở đây. Bọn giọt oa dùng thần khí thổi khói độc ra bên ngoài, làm ô nhiễm linh khí. Kẻ tu tiên vĩ đại giết người đoạt báu vật, chúng ta vào giết sạch chúng, vé sạch quốc bảo của chúng. Đi. Sách sử viết đi qua địa cung là sẽ tới di tích Hoa Hoàng trên đỉnh núi. Hay là chúng ta chia ra hành động đi, mạo hiểm quá, nên tập trung đi một đường thì hơn. Nếu mà đi sai thì quay lại cũng không muộn. Nhưng không còn nhiều thời gian, chia ra hành động vẫn hơn. Sớm ngày giải quyết lũ giặc oa là xong việc sớm. Kiếm Nam, quên đi chung với Lăng Muội Muội, Gia Cát, hai chúng ta đi một đường. Ừ, đi. Có người đuổi theo. Kiếm Nam, đuổi theo ta đi. Kiếm Nam, Kiếm Nam. Kiếm Nam. Tới đây. Kiếm Nam. Kiếm Nam. Đuổi theo ta đi.
Đê La đâu? Đừng sợ, Quyển trận thôi mà. Uống ngậm trụ cho đỡ sợ đi. Sao vậy? Muội mê nhất là trụ táo lửa mà. Nhưng mà sao mùi trụ kỳ thế? Vậy thì đổi thành trụ bách hoa. Muội đứng đầu bảng danh hoa kỳ môn. Rượu bách hoa xứng với thân phận muội hơn. Ừ, được. Cái này là rượu sao? Không, đó là nước cốt lẩu của Gia Cát. Cho ngươi giả làm lăn muội muội này. Giả cái đầu ngươi đấy. Đại hiệp, dừng tay. Đợi đã. Cửu Vĩ Hồ thuộc sĩ Đông Doanh. Sao quên lướt qua là nhìn thấu huyễn thuật của ta? Ta cảm nhận được Quỳnh thích cô gái này mà. Vậy mà ngươi cũng cảm nhận được à? Cơ thể lăn muội muội nhà ta được làm từ nước, đâu có mùi hôi xộc lên mũi như ngươi chứ. Chết rồi à? Đừng phí phạm. Kiếm Nam, Quỳnh làm gì đó? Không như muội nghĩ đâu. Lăng muội muội. Sao vậy? Phía trước có một tên trốn trong đất. Tính gài chúng ta. Để ta tính xem địch nắp ở đâu. Người bạn trong đất, ra đây đi. Nhện đất thuộc sĩ Đông Doanh, đứng lại. Phía trước ngươi là Khôn Cung. Khôn Cung thuộc thổ, thổ chi âm dương. Theo nguyên lý sinh khắc của Bát Môn Kim Tỏa, hưu sinh thương đổ, cảnh tử kinh nhai. Bước lên thêm một bước là vào nhị khung, cửa tử đó. Không sao hết, ngươi lừa ta. Ngu rồi chứ gì. Bảo đừng lên mà ngươi cứ bước. Đáng. Gia Cát sư huynh làm sao vậy? Bọn ta bị thuộc sĩ Đông Doanh nhận đất đánh lén. Gia Cát không phản ứng kịp nên bị giết. Trước khi nhận đất chết, ta đã tra hỏi được âm mưu của chúng. Là gì? Hơn 800 năm trước, ma đầu Đông Doanh khi đó là Hắc Dạ Đại Quyền Mệnh tới Vô Kê Nhai núi Đại Hoang, muốn phá quỷ đằng tế Hoa Hoàng, khiến khe trời nứt ra lại để hút sạch linh khí đất trời, từ đó lật đổ gốc rễ kẻ tu đạo ở Trung Nguyên. Mọi người xem đi, đây là Thiên Tùng Phân Kiếm mà Hắc Dạ Đại Quyền Mệnh đem tới. Thiên Tùng Phân Kiếm là một trong tam đại pháp khí của Đông Doanh, đã được chế tạo từ xương đuôi của cự yêu Hồng Hoang Bát Kỳ Đại Xà Mang kịch độc. Thánh hỏa luyện chế nó một phần,
thực chất là ép ra một phần bát kỳ linh độc trong kiếm. Ngày qua tháng lại, đã hình thành nên khói độc núi Đại Hoang, mà chúng tu sĩ nghe là sợ xanh mặt. Hơn 800 năm sau, Đại Thiên Cẩu lại đem thần khí gương bát chỉ về đây, quét tán khói độc Hắc Dạ Đại Quyền Mệnh để lại, khiến cho linh khí trong thiên hạ bị biến đổi. Có cách nào giải quyết vấn đề này được không? Chỉ cần lấy Thiên Tùng Phân Kiếm khỏi thánh đàn thì nguy cơ tự động được giải trừ thôi. Mau cho ta xem thử. Tại sao trên người của huynh có luồng sát khí mạnh? Gia đệ nghĩ thế mà vẫn bị cô phát hiện. Lúc cô đắm lén sau lưng Gia Cát, làm sao mà che giấu được sát ý của mình vậy? Gia Cát bị tỷ ấy đánh lén sao? Tiếc là tim Gia Cát nằm bên phải thuộc loại hiếm có, vết thương là ở bên trái. Huynh ấy đâu có dễ ngỏm thế. Dậy đi, đồ ngốc bị người ta lấy máu. Người chưa chết. Tiết đại tỷ, nếu ta mà không tinh thông quy tức đại pháp thì đâu sống được tới hôm nay. Tiết sư tỷ, cần chi phải cấu kết với giặc oa? Giặc oa? Lăng muội muội, ta là giặc oa đi. Hơn 800 năm trước, ta bị tam đại kiếm tiên Trung Nguyên ép vào tự thiêu, không còn cả thi hài. Khó lắm mới có mảnh nguyên thần trốn thoát được, thoát xác đầu thai. Phí hoài 33 kiếp, cho đến 10 năm trước, nhờ một giấc mơ mới ngộ đạo dưới tán hoa đào, thức tỉnh duyên tiền kiếp. Các người nói xem, ta có nên báo thù hay không? Cô là Hắc Dạ Đại Quyền Mệnh chuyển kiếp. Hắc Dạ Đại Quyền Mệnh là nam mà nhỉ? Xem ra một năm trước cô tới Đông Doanh là để nhận lại tổ tông, tiện thể lên kế hoạch phụ linh khí thiên hạ biến đổi luôn. Thực ra ở phủ Di Sơn không có vụ vượt ngục nào, phải không? Dĩ nhiên. Không thì sao ta lấy thân phận tội nhân đồng hành với các người được? Mai Phục và Cạm Bẫy bọn ta gặp suốt dọc đường cũng do cô dàn xếp nhỉ? Muốn lấy thì phải cho trước. Tiếp đây, ta chỉ cần lấy đá phá trời là có thể phá hủy hoàn toàn đạo thống kỳ môn Trung Nguyên. Khi đó, xem ai còn ngăn được đại quân Đông Doanh ta. Nguyên thần ngự kiếm, hắn đã luyện thành nguyên thần kiếm tâm, đó là cách thức của tu sĩ Nguyên Anh. Ba hồn bảy phách trở về, tinh hóa làm khí, khí hóa thành phần, tâm thần hợp nhất. Linh khí tà ác quá, luồng khí mạnh thật. Tối rồi, tối rồi. Lực, tinh, trung khu. Yeah.
Lý nào là thế mà đến khó tin vậy? Nguyên thần ta gửi trong kiếm bị thánh hỏa thiêu đốt 800 năm, cũng đã tu luyện suốt 800 năm. Đừng nói là các người, dù hôm nay chủ mộ các người có tới đây cũng không phải là đối thủ của ta. Chém đi, chém tiếp đi. Bọn lão già kỳ môn Trung Nguyên, để các người làm cái việc nợ mạng thế này, các người không thấy tức sao? Ta thật sự tán thưởng các người, chỉ cần ngoan ngoãn đưa đá phá trời cho ta, quy phục ta. Mơ đi. Không, nằm mơ ăn rắm đó. Vậy được. Thế sư huynh, người chưa chết. Để sao giải thích đi. Sau lưng cô ta là đèn bản mệnh, là điểm yếu của cô ta. Tiếc là ta đánh lén thất bại. Cô ta quá mạnh, chúng ta không thể lại gần. Lăng muội muội, nếu lần này đại nạn không chết thì chúng ta thành đạo lữ nhé. Kiếm nam, đừng, dừng tay. Muốn hút năng lượng đá phá trời để đánh bại ta? Được thôi, ta muốn xem thử ngươi nổ tung thế nào. Kiếm nam, nắm lấy tay ta. Kiếm nam, nắm lấy tay mẹ. Bọn ta là đội Trung Châu. Anh thi cẩu khí. Sao huynh còn sống thế? Vì sư phụ ta Thanh Diệp chân nhân đã gieo vào cơ thể của ta một hạt độn ma chết thay, có thể đỡ một lần tổn thương trí mạng. Nên là ta chết rồi, nhưng lại chưa chết. Huynh đã không chết thì sao lại giả chết trước mặt bọn ta? Chỉ khi lừa được phe mình mới lừa được kẻ thù chứ. Là sao? Vì đại thiên cẩu xuất hiện là ta cảm thấy chúng ta bị cuốn vào một âm mưu cực lớn. Ta không thể xác định trong đội có nội gián hay không, cũng không biết địch muốn làm gì. Chỉ có nước giả chết trước làm cho cục diện thành ta tối địch sáng, rồi đi bước nào tính bước đó. Lão thiết,
Ta vẫn tưởng Quynh là nam tử, giỏi cưỡi ngựa mạnh mẽ oai hùng. Không ngờ Quynh là con cáo già, giỏi bày mưu tính kế. Kiếm Nam, đừng có nói thẳng thừng ra thế mà. Đè. Đêm nguyệt thực, màn sương mù mịt đầy nỗi sầu, ánh sao tối tăm rọi vào ngọn đèn sinh mạng rủ xuống. Trận chiến cuối cùng không thể lung lay trái tim kiên định. Là địch, là bạn, ai thắng, ai bại?